nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, các tổ chức đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực kê khai, thu và nộp bảo hiểm. Hiện công tác tiếp nhận thủ tục hồ sơ và trả kết quả giải quyết đến doanh nghiệp, đơn vị cá nhân được Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đa dạng hóa bằng nhiều phương thức như trực tiếp tại bộ phận một cửa, thông qua dịch vụ bưu chính với tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính đạt hơn 90%, thông qua giao dịch hồ sơ điện tử với 91,50% đơn vị sử dụng lao động đăng ký thực hiện. Bằng những giải pháp thiết thực, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đơn vị, doanh nghiệp từ 335 giờ năm 2014 xuống còn 81 giờ năm 2015 và hiện nay còn 45 giờ. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn mở rộng mạng lưới phục vụ, phối hợp bưu điện, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã ký hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hình thành trên 400 điểm thu trên địa bàn tỉnh. Mạng lưới phục vụ phát triển cùng với công tác tuyên truyền vận động hiệu quả, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã tăng mạnh. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn tỉnh đã có hơn 977.000 người tham gia bảo hiểm, tăng gấp 43 lần so với năm 1997. Tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%, vượt 3,5% chỉ tiêu giao của Thủ tướng Chính phủ.